Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của 50mm Việt Nam. Hôm nay sản phẩm chính của chúng ta sẽ là chiếc Yiyun Crane 4, chiếc gimbal mới nhất của nhà Yiyun. Sản phẩm này thì được định vị dành cho những người dùng từ khoảng gọi là siêu chuyên nghiệp đổ xuống. Tức là ngoại trừ những cái máy siêu to khổng lồ ra thì các cái bộ máy về kiểu tầm trung cho đến tầm gọi là gần chuyên nghiệp, cận chuyên nghiệp thì chiếc Crane 4 này đều có thể cân được nhá. Và để cho cái video này trở nên gọi là khách quan hơn, đa chiều hơn, còn cái nhiều cái góc nhìn khác nhau hơn thì mình sẽ mời đến 3 camera operator của 50mm Việt Nam để có thể đưa ra những nhận xét từ ngoại hình cho đến cái cách cầm nắm, cách cân của chiếc gimbal này. Và trước khi đến cái phần nhận xét của các bạn camera operator thì mình xin phép cung cấp một số thông tin nhanh. Chiếc Yiyun Crane 4 này là một sản phẩm có nhiều cái sự thay đổi khi mà trọng lượng của nó khoảng tầm 70, chắc là khoảng 65% so với đời trước thôi, khi mà nó chỉ nặng có 1,6 cân, trong khi cái đời trước của nó là 3S Pro, Crane 3S Pro là lên tới tận 2,4 cân, 2,5 cân. Tuy nhiên, các cái trục của chiếc Crane 4 này thì nó lại còn nhỏ gọn hơn một chút so với những cái phiên bản đời trước. Sự nhỏ gọn nhẹ này nó lại không đi kèm với sự là khả năng cân yếu hơn, mà ngược lại, chiếc Crane 4 này có khả năng cân lên đến 5 cân, gần như là nó có thể chinh chiến ở tất cả các cái bộ máy quay ở mức gọi là dưới siêu chuyên nghiệp đổ xuống. Các cái bộ như kiểu FX6 hay là Blackmagic Pocket hay là C70 với ống kính thì chắc chắn là chiếc Crane 4 này có thể làm việc rất là trơn tru. Và để có thêm cái nhìn đa chiều cũng như nghe thêm các nhận xét của Camop 50mm Việt Nam về chiếc gimbal này, các bạn xem phần tiếp theo nhé. Start. Ok, trên tay mình là cái case hộp đựng của Yiyun Crane 4. Thì cảm nhận bên ngoài của mình thì cái case này khá là chắc chắn này. Ok, mình thích cái form như này. Thì cái hộp này đẹp, in nổi chữ Yiyun đây, nhận diện rất là dễ. Mình thấy nó hơi to so với mình nghĩ. Về cái cảm quan ban đầu thì nó đang hơi mỏng ạ. Cái lớp lót này này, nó hơi mỏng, nó không có đệm. Cái vỏ này mình thấy nó cũng hơi mỏng, nên là khả năng là nó chống chịu va đập thì vẫn sẽ ok thôi. Nhưng mà nếu mà để đặt đồ nặng hoặc là đập đè lên thì nó sẽ có rủi ro hơi nguy hiểm tí, nên là phải cẩn thận. Nhưng mà được cái thì bên ngăn đựng gimbal lại mỏng hơn bên ngăn đựng phụ kiện, mình cũng không hiểu vì sao. Thì đầu tiên thì mình thấy nó khá là gọn, mặc dù nó không phải là một loại mà mình tháo được rời cái pin ấy, nhưng mà mình thấy thiết kế của con Crane 4 này khá là ok, về rất là gọn gàng. Rồi, cảm quan ban đầu là con này nhẹ, gọn, tay cầm rất là ngắn. Ok, vừa tay đấy. Đây là cái ba lô mình hay mang đi hàng ngày, và thử nhét nó vào đây xem thế nào. Nó sẽ vẫn hơi dài một chút, nhưng mà về cơ bản là mình vẫn sẽ nhét được nó vào ba lô này. Mặc dù mình không khuyến khích các bạn làm theo cách này lắm, nhưng mà tùy tính chất đặc thù của từng người thôi nha. Ok, chất liệu cao su, cầm khá là dính tay. Cái nhựa này của nó thì cảm giác như là nó bắt tay, nó không trơn, nhưng mà hơi lưu mồ hôi với dấu vân tay. Mình nghĩ chắc không vấn đề gì cả. Cái tripod này thì nó cũng khá là nhẹ, nhưng mà nếu mà nói về chất liệu thì cái này nó sẽ có khả năng bị gãy. Mình từng dùng một cái tripod kiểu như này và mình đã bị gãy đôi nó rồi, nên là khá rủi ro. Nó sẽ không bền được như cái tripod làm bằng kim loại. Mình sẽ thử cân máy, thử cân sử dụng gimbal với combo Sony FX30 và lens 16-35 f/2.8 f/2. Mình sẽ thực hiện cân thử bộ gear của mình. Thì đây là một bộ combo S1H và lens kit 24-105. Thì theo cấu hình thì con F1H này có cân nặng là 1 cân 1, bao gồm pin,
và một con len này khoảng đâu đó 2 lạng, 3 lạng gì đấy. Nói chung là cái combo này liên quan gần gần rưỡi nếu mà có khung. Anh em thông cảm, lâu không dùng cái này nó lú quá anh em ạ. Do tôi ít dùng gimbal thôi chứ không phải do vấn đề của nhà sản xuất đâu, do tôi đấy. Con quên bố này nó có một cái tun ở dưới để các bạn có thể xoay cái ốc khá là tiện. Lắp vào cần 3 mảnh thì một cái đế dài, một cái đế ngắn. Nó ngược hẳn những gì tôi đang từng dùng thì bạn đặt một cái đế ngắn vào. Rồi kéo về đằng sau rồi khóa. Ok, như thế bây giờ chúng ta sẽ vặn cái đế ngắn này vào trong máy. Khóa trục bản này của Zhirun Clean 4 thì khá là to so với một số dòng gimbal mình đã sử dụng. Các cái chốt lóc trục thì mình thấy khá là nhanh, thao tác khá là dễ. Tại vì là nó làm nổi lên ấy, nên là mình kể cả mình không nhìn vào, mình sờ thì mình cũng cảm nhận được cái chốt này nó đang ở vị trí nào. Bây giờ mình sẽ cân thử nha. Kiểu gì chúng ta vẫn phải cân vật lý trước. Vẫn rất là classic thôi. Mấy cái nút siết này rất chặt. Chắc. Ok. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bật máy. Nhưng mà mình thấy con này cân cũng nhanh. Nó có một cái đèn báo hình tròn. Vòng tròn màu trắng thì sẽ có 3 cái trục ở đây để nó báo là bạn đã cân đúng hay chưa. Thì đây theo mình biết là nếu mà các trục mà cân lệch thì nó sẽ báo đèn đỏ. Giờ mình sẽ cho gimbal cân bằng tự động để cân bằng các lực phù hợp với combo máy. Cảm nhận của việc cân thì mình thấy con này cực kỳ dễ cân, rất nhanh. Mình loay hoay một tí, mình chưa làm quen nó thì mình cũng đã cân rất nhanh như vậy rồi. Mình chắc chỉ làm mấy lần thứ hai là quen hẳn, không vấn đề gì, cân rất nhanh. Cảm giác cầm lên khá là mượt, khá là chắc chắn. Cái báng cầm này của Zhirun làm thì mình thấy cầm rất là chắc chắn. Không như tay mình, tay nhỏ và hay ra mồ hôi. Nhưng mà cầm vẫn rất thoải mái, ok. Clean 4 có hai phụ kiện hỗ trợ. Đấy là một cái hỗ trợ lực của cổ tay và một cái tay cầm hỗ trợ. Rất đơn giản, nó có một cái tool lục giác của Zhirun đã cung cấp cho người dùng. Và ở chỗ lắp của hai cái phụ kiện này thì sẽ có một cái khớp để có thể điều chỉnh và giữ được hai cái phụ kiện nó chắc hơn. Tiếp theo là một cái tay cầm phụ. Mình sẽ lắp ở bên này. Việc dùng ốc lục giác thì mình thấy nó khá là chắc chắn, nhưng mà nó sẽ không có sự linh hoạt khi mà bạn cần tháo lắp nhanh. Ví dụ như kiểu bạn cần tháo lắp nhanh ra và bạn cất lại vào trong ba lô, bạn cất vào trong hộp, bạn di chuyển sang địa điểm khác thì cái này nó sẽ không được thuận tiện nhanh cho lắm. Ok, mình rất thích cái thiết kế trợ lực cổ tay này, bởi vì là có rất nhiều những cái job mà mình cần nhanh. Ví dụ như các dự án mình làm tài liệu ấy, thì mình không có thời gian để xét hai cái tay lên, nó rất vướng. Thì cái đỡ ở đây là một cái hợp lý đối với mình. Mình rất thích cái tính năng này. Với một cái trợ lực bên cổ tay phải này thì mình có thể thoải mái đi gimbal được thời gian dài hơn. Mình thì mình sẽ thích là nó sẽ xuôi theo chiều tay khi mà mình hạ xuống. Thì lúc đấy nó sẽ đỡ bị đau cổ tay hơn. Rồi, quay thử nó để xuống góc thấp. Công thái học. Ok, cái này ok này, cái này cũng rất ngon. Cái tay trợ lực ở bên này thì có thể là kéo lên kéo xuống được, dài ra được. Thì bạn sẽ muốn cầm ở vị trí này cao này, hoặc là một số bạn sẽ thích ở cầm vị trí thấp thì đều ok, rất tiện. Con này nó có khá nhiều kiểu quay để sử dụng ấy. Mình rất thích hai cái phụ kiện này của Zhirun Clean 4. Theo mình biết thì
Hình như là Jizun đây là hãng đầu tiên mà có hai cái phụ kiện như thế này. Rồi mình sẽ thực hiện cái chuyển chế độ, chuyển sang Portrait Mode. Xem là có điều gì sẽ xảy ra nha. Ok. Thì Portrait Mode là một tính năng khá là hay khi mà bạn đang cần chuyển rất là nhanh từ ngang sang dọc. Và đặc biệt là với một con Frame 4 này thì nó là một dạng Frame mà một con gimbal mà mình đánh giá là nó đang sẽ hướng đến đối tượng mà người dùng hybrid, tức là cần phải di chuyển, cần phải làm rất nhiều thứ cùng một lúc. Cái này mình cần xử lý nhanh thôi các bạn ạ. Nếu mà để tay như này thì nó cũng hơi khó chịu. Khi mà mình ở góc cao thì mình lại phải nhấc cả tay lên như thế này. Nhưng mà một cái yếu điểm là của nó là các bạn phải để hơi thấp một xíu, có thể là hơi vướng. Nên là việc mà chuyển từ ngang sang dọc là rất là nhanh mà thì là rất là hữu ích. Thì cái Portrait Mode này là một cái nút bấm một phát chúng ta sẽ sang. Và nhờ đó mình đã phát hiện ra là con Quen 4 này nó có một cái chuyển từ Quick Release, chuyển từ ngang sang quay dọc. Nhấc nguyên một cụ đế và đặt lên đây. Ok, có khóa chốt. Rất nhanh, mình thấy rất nhanh. Mặc dù vẫn phải thực hiện các thao tác mà tháo lắp và cân lại gimbal khi mà chuyển từ ngang sang dọc, nhưng mà mình đánh giá nó vẫn rất là nhanh. Không cần phải mua thêm các cái mao chuyển hay gì cả, khi mà không phải tháo hẳn cái đế ở dưới máy ra và lắp lại sang một vị trí khác. Ngoài ra thì với bộ Blade này của Jizun đã trang bị cho Crane 4 thì các bạn có thể dễ dàng chuyển từ gimbal sang tripod. Mở khóa, bấm. Ôi, về cơ bản là rất nhanh, mình chỉ cần làm đến 2 thao tác là đã xong rồi, rất nhẹ nhàng. Cái đế này thì gần như là một dạng chuẩn Manfrotto không nhầm, thì chúng ta sẽ gắn được rất nhiều các cái tripod hiện nay, phần lớn các phụ kiện phổ thông hiện nay. Một cái đặc điểm mà mình nghĩ là cũng chỉ có trên Jizun, đấy chính là một cái đèn phụ trợ nhỏ 10W. Sáng phết. Rất là sáng. Sáng hơn mình nghĩ. Sáng đấy. Nút chỉnh đèn ở đây bao gồm cả bánh xe để dim và để chỉnh nhiệt độ màu. Rồi, mình đang chỉnh lên 100%. Nó còn chỉnh được nhiệt độ màu. Nhiệt độ màu được chỉnh dao động từ 2.700 cho đến 5.500 độ K. Rồi mình sẽ thử. Như mình đi quay cưới thì ở Hà Nội thì nhiều nhà nhỏ ánh sáng yếu thì mình có thể hoàn toàn có thể sử dụng cái đèn này để phụ trợ khi quay cô dâu chú rể. Hoặc là đi quay sự kiện phỏng vấn ở những nơi có môi trường ánh sáng yếu hoặc ánh sáng đèn phức tạp thì mình cũng có thể sử dụng chiếc đèn này để bù lại ánh sáng trắng. Cái này sẽ giúp chúng ta hỗ trợ lấy nét trong những cái khu vực quá tối mà một tình huống tạm thời thôi. Nếu mà với bản thân mình là một người làm về thời trang thì nó sẽ mình có thể tận dụng được cái đèn này để nó ra được một vài hiệu ứng ánh sáng đặc biệt, nó lạ. Hoặc là ví dụ mình quay một cái kiểu liên quan nhiều đến beauty chẳng hạn thì mình sẽ cần mặt mình nó đều hơn, sáng đều hơn. Hoặc là như các cụ bảo là sáng mà ăn tiền, thì con đèn này nó sẽ hỗ trợ được cho cái việc đấy. Có một điều mình đang thấy hơi lấn cấn ở bạn này, đấy là cái joystick. Joystick thì khi mà ở cái trạng thái cầm như thế này, mình hơi bị với cái ngón cái lên để mình điều chỉnh joystick. Thì đây là một cái mình thấy là nó không hợp lý đối với mình thôi.
Vừa rồi thì là những góc nhìn, những đánh giá và một chút thử nghiệm nhỏ của 50mm Việt Nam về chiếc Hyun Crane 4. Không biết là các bạn cảm thấy nó có xứng đáng với mức giá là 17.800 hay không? Nếu các bạn có thêm câu hỏi gì về Hyun Crane 4 thì hãy đặt câu hỏi của mình ở phần comment nhé. Và nếu các bạn muốn bọn mình review thêm sản phẩm gì thì cũng hãy gửi comment luôn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video lần sau.